Việc làm khi ra trường chính là mối quan tâm hàng đầu của sinh viên thời điểm này. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thông tin về nhu cầu tuyển dụng một số ngành vẫn còn khá mơ hồ, khiến cho vấn đề việc làm ngày trở nên nan giải. Vì vậy, xu hướng làm việc trái ngành hay thậm chí thất nghiệp sẽ còn tiếp diễn. Tốt nghiệp trường cao đẳng du lịch vào đầu năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 khiến ngành du lịch đóng băng. Thế nên không lạ khi bạn Trương Thị Khánh Huyền phải lựa chọn một công việc trái ngành để theo đuổi. Bỏ qua những kiến thức chuyên ngành học trong 3 năm để bước vào ngành nghề mới là tư vấn bán hàng, Khánh Huyền khá tiếc nuối. Tuy nhiên, sự phục hồi chậm của ngành du lịch cùng với đó là sự ổn định cũng như thu nhập cao lại là điều giữ chân cô lại với công việc trái ngành này. Sau khi cái thời điểm em kết thúc khóa học đó, thì lại bị vào dịp bị dịch Covid thì em thấy thì cái ngành du lịch của em ra thì cũng học cũng khá là nhiều, nhưng mà khi mà ra trường thì lại bị cái việc làm thì bị trì hoãn lại vì do dịch Covid đó. Thì sau khi em học một thời gian như vậy thì cũng khá tiếc về cái kiến thức của mình học một thời gian dài, nhưng mà sau khi em chuyển hướng qua một cái ngành có như là một ngành tiếp cận với những khách hàng hơn, có là bán hàng á, thì em thấy cái công việc của em trái ngành thì mặc dù hằng trái ngành nhưng mà lại thấy đáp lại được cái đủ nhu cầu cái thu nhập của em cho cuộc sống của có như là xa nhà của em. Tốt nghiệp luôn là hai chữ mang đến nhiều niềm vui nhưng cũng là nỗi lo lắng đánh dấu một bước ngoặt cuộc đời của cả bạn sinh viên. Thoát khỏi sự bao bọc của thầy cô, của giảng đường đại học, cao đẳng, cả bạn sinh viên sẽ phải bước vào trận chiến thực sự để tìm kiếm một công việc lý tưởng bằng chính sức của mình. Một điều đáng mừng là hầu hết các sinh viên hiện nay đều nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm để có thể dễ dàng tiếp cận với công việc sau khi ra trường. Ngoài công tác học ở trên lớp ấy, thì em cũng có tìm hiểu thêm ở trên Internet. Thì khối ngành của em thì khối ngành là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thì có rất nhiều cơ hội việc làm, trong đó thì có thể là làm về Data Scientist hay là Data Engineer hay là Data Analyst, hoặc thậm chí có thể làm về các mảng lập trình cũng được. Nói chung là ngành giáo của nhiều ngành nên là cơ hội việc làm cũng rất là nhiều. Đối với em, cái kiến thức quan trọng nhất và bây giờ là đang dần trở nên phổ biến đó chính là kiến thức về ngoại ngữ. Vì khi có kiến thức ngoại ngữ thì chúng ta có thể mở rộng được sang cái môi trường giao lưu quốc tế nữa và chúng ta sẽ có được nhiều cơ hội hơn. Cái thứ hai đó là những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện. Đó là những cái để giúp chúng ta rèn luyện được cái tư duy của mình thêm sâu sắc hơn. Tuy nhiên vẫn có một thực tế cần nhìn nhận, đó là lứa sinh viên ra trường mới đi làm hiện nay hầu hết ở lứa tuổi được gọi là Gen Z. Lớn lên trong thời đại công nghệ số, thế hệ Z mang màu sắc riêng với tính cách nổi bật như ham sáng tạo, tìm tòi cái mới, tự tin thể hiện, đề cao cái tôi cá nhân và sự tự do. Thế nên đòi hỏi của các bạn về công việc cũng rất khác. Đây có thể coi là một trong những nguyên nhân khiến các bạn sinh viên hiện nay khó tìm được một công việc phù hợp với yêu cầu của mình. Đối với bản thân em là một sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Sư phạm Huế, thì sau khi tốt nghiệp em cũng cảm thấy rất là khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm của mình. Tuy nhiên thì cũng đã không thể chấp nhận cái rụt rè khó khăn đó và mãi không thể tìm kiếm được việc làm. Thì các bạn cần phải vượt qua được cái rụt rè đó, thoát ra khỏi cái lũy tre làng của mình để có thể tìm kiếm được cơ hội việc làm. Đối với các bạn sinh viên mà đã vừa mới tốt nghiệp ra trường, các bạn luôn đòi hỏi cho mình có một công việc có mức lương cao, công việc ổn định, môi trường làm việc thì rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình những là các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp hoặc là các ngoại ngữ, các chứng chỉ tin phong, kỹ năng tin phong, tin học văn phòng có thể tìm kiếm được cho mình một cơ hội việc làm rất ổn định. Trong cái xu thế phát triển và trong cái chuyển động của việc là thay đổi các cái nhịp đập của công việc thì chắc chắn rằng đòi hỏi các cái lao động, nhất là lao động bậc cao được đào tạo các trường đại học, thì đòi hỏi cần phải có những cái tố chất và đặc biệt hơn đó là trong cái suy nghĩ và tư duy trong việc là cập nhật các cái kiến thức mới. Thì trong trường đại học không thể đào tạo hết tất cả kiến thức được, mà nó cũng không thể đào tạo những kiến thức về mặt tương lai được, nên phần lớn các bạn đều cái quan trọng là đào tạo cho các bạn cái tư duy trong và cũng như là kỹ năng và đặc biệt hơn là thái độ trong làm việc, để từ đó các bạn có cái chủ động khi mà thay đổi cái xu thế của công việc thì các bạn tiếp cận nhanh và thay đổi một cách thức tiếp cận nó một cách thức rất là nhẹ nhàng. Thì nhà trường đã chủ động những cái việc đấy cũng như trong cái việc trang bị các cái kiến thức, đồng thời cùng với một số cơ sở vật chất để các bạn tiếp cận sớm trong nhà trường trước khi đi vào ngoài thực tiễn. Mùa hè hàng năm cũng là thời điểm cả ba sinh viên cầm tấm bằng đại học trên tay và bước vào cuộc đời.
Bên cạnh việc quan tâm đến mức lương, các bạn cũng cần học hỏi, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm bằng cách làm thêm hay tham gia các kỳ thực tập doanh nghiệp. Thị trường việc làm ngày nay rất rộng mở với đa dạng kênh thông tin, nên mỗi sinh viên cũng cần chủ động tận dụng mọi cơ hội tìm việc trực tuyến, đến các hội chợ tuyển dụng hay qua sự giới thiệu của thầy cô hoặc các mối quan hệ trên mạng xã hội để có được công việc đúng với ước mơ của mình.